Ban nhạc đã không thể cất lên được hành khúc lời quê hương Nam Định, đội trống đã không thể lên nhịp để rồi ngậm ngùi vứt trống quăng dùi. Nhạc trưởng đã không thể tiếp tục ở lại trên sân để bắt nhịp hô vang Nam Định Nam Định, ai sẽ phất cờ khi khí thế rệu rã, người người phản đối. Khán đài B đã thực sự không còn lửa để bùng cháy lên một khát vọng thiên trường. Từ nay sẽ không còn gắn liền với hai từ chảo lửa. Một chia sẻ trên fanpage của câu lạc bộ Nam Định, lý do dẫn đến phản ứng của các cổ động viên Nam Định là bởi cách thua của đội nhà trước câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Ở trận này, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định đã tung ra đội hình với hầu hết là những cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, các cổ động viên đội chủ nhà phản ứng mạnh mẽ sau khi Nam Định nhận bàn thua ở phút 90+5. Đó là tình huống hậu vệ Ngô Đức Huy có pha xử lý rất nghiệp dư khi giơ tay một cách hớ hênh, cản bóng trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt nền. Trên chấm 11m, John Pri ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Quá thất vọng với đội nhà, các cổ động viên Nam Định có hành động đốt áo và vứt chúng xuống sân. Còn trong ngày hôm nay, các cổ động viên mang áo tới trả cho câu lạc bộ và tuyên bố sẽ không tới sân. Thất bại trước câu lạc bộ Công an Hà Nội, Nam Định nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà Thiên Trường ở mùa giải năm nay. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giành được 23 điểm sau 17 trận đấu, gần như hết cơ hội vào top 3. Cổ động viên Nam Định thất vọng với đội nhà, ảnh Tuấn Bảo.